đây nhỉ, vô này nó chôm được, ai khá là lực. Trời ơi, cái phá giáp này kia cũng ngon lắm nè, em này tốc độ dữ á. Ui đó, đó chưa giáp đỏ chưa nè em ha. Chứ biết ghê đi mọi người. Rồi coi bùng hay ulti nè, wow đỉnh chưa mọi người, wow quá tuyệt vời. Yeah, chào tất cả mọi người nha, thì hôm nay chính thức nhân vật Luffy Gen 4 Snapman ra mắt rồi em ơi, quá đã luôn. Không biết em này như thế nào nhưng mà nhân vật chính mà phải lụng thôi. Thì xem trailer thì thấy em này PvP là mạnh đó anh em, còn PvE thì không biết như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ quay trải nghiệm cho mọi người xem. Rồi ok, bây giờ HBK Gaming sẽ quay nha, em này quay bằng trái nha. Quay xong thì mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn em sử dụng các chiêu thức của nhân vật này. Sau đó thì mình sẽ trải nghiệm và đánh giá sức mạnh PvE và PvP cho mọi người xem. Rồi mọi người quyết định lấy hay không nha, cố gắng xem hết video cho mình. Rồi ok, hiện tại thì mình còn 9 cái chìa khóa đợt banner tướng trước nè. Đấy, nói chung anh em quay á mà dư chìa khóa thì nó sẽ để lại cho tướng sau nha, không có reset đâu anh em yên tâm. Rồi ok, nói chung quay thì tầm 12-13 ngàn trái là ra thôi. Giờ mình sẽ mua trước 50 cái quyển sách này nha, 10 ngàn trái. Rồi ok, anh em hôm nay quay hết bao nhiêu trái thì để lại bình luận bên dưới nha. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm nhanh luôn. Đấy, về những nhân vật mà quay bằng trái á, thì sẽ không có cái banner quay thẻ 4 năm nha. Anh em muốn nhận thẻ 4 năm thì anh em quay đủ cái số lượng nè, anh em thấy không? Đây nè, mấy cái hộp quà nè là anh em sẽ nhận được thẻ 4 năm nha. Đấy, nhưng mà này tốn lắm, tốt nhất thì anh em cho ăn. Đấy, anh em vô nâng cấp cho ăn này kia lấy thẻ 4 năm, hoặc là anh em đợi hết banner anh em vô cửa hàng để mua nha. Đấy, bây giờ mình sẽ mua thêm 11 vé nữa là 12 ngàn. Đấy ok rồi, đủ á. Ý quá à, quên anh em có thể nhận đây nữa, chà dư à. Thôi không sao, dư nếu mà anh em mua dư sách này nè. Đấy, sách này thì anh em nếu mà hết sự kiện nó có thể hoàn lại trái cho anh em, hoặc là nó để dành cho cái nhân vật tướng mới sau nha, nên anh em không lo đâu. Đấy, anh em có thể nhận hộp quà đây để nhận thêm mảnh nè. Đấy, quên chứ, ui dư 9 mảnh luôn. Thôi kệ, rồi lũng. Đấy, ui what the hell, bấm nhanh mừng quá, bấm nhanh quá không thấy đoạn trailer luôn em. Thôi lát lên trên mạng coi cái đoạn trailer với ra mắt để bàn nhanh em. Ok rồi, thì anh em có thể vào cái chỗ này để trải nghiệm trước nè, nếu mà anh em chưa đủ trái để quay nha, thì anh em nhớ vào đây nè, chỗ này anh em điểm danh nhận chìa khóa nha. Đây đấy, mỗi ngày anh em vô anh em điểm danh để nhận cái chìa khóa hồi nãy đó. Đấy, để dành cho tứ sao anh em quay. Còn nếu mà hiện tại anh em là chưa có đủ trái á, thì anh em cứ tích mấy chìa khóa này nè. Đó là gần hết sự kiện á, là anh em quay là cũng tiết kiệm được 10 cái chìa khóa à. Là 10 trái cũng đỡ 2.000 trái vàng ha, 10 chìa khóa là đỡ 2.000 trái vàng không? Ok nha. Lộn được, mặc áo đen hả, dữ á. Rồi giờ mình sẽ ra đổi nhân vật xem thử dạng 6 sao sẽ như thế nào nha anh em. Rồi dạng 6 sao, đúng rồi, sẽ hóa vậy thôi. Đấy, sẽ diễn qua dạng gen 4 à, dạng hóa rắn vậy thôi nha anh em. Đấy, cũng đẹp á, ngầu á. À, cũng khá là giống với Luffy Gen 4 được trước ha. Đây, bình thường như thế này thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào nâng cấp sơ cái nha anh em. Phần nâng cấp thì đơn giản thì mình sẽ tu nhanh nha. Đấy, level, nâng cấp số sao. Đây, anh em có thể cho ăn để lấy thẻ 4 năm nè. Đấy, rồi, thẻ 123 thì anh em cứ lắp thẻ nhân vật hệ vàng bình thường thôi nha. Với mình thì sử dụng thẻ Kuzan. Rồi, thẻ 4 năm. Đấy, rồi anh em cứ nâng cấp đá thức tỉnh. Đó. Thì hiện tại tướng ra em bắt nhiều quá, không đủ tài nguyên để nâng cấp anh em, nên mình nâng cấp sơ thôi. Chủ yếu là vào giới thiệu anh em các chiêu thức nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phòng tập để hướng dẫn anh em sử dụng các chiêu thức nhân vật Luffy Gen 4 Snapman này nha. Yo. Rồi, anh em cùng xem nha. Di chuyển, chạy. Đấy, rồi di chuyển. Ơi, đi bộ nhìn mắc cười quá ta. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tới đoạn đánh thừa nha. Nhanh á, dữ á. Ồ, này có vẻ tốc độ á. Để coi thử đè gì có chịu ẩn hay gì khác không. Đấy, không có em ơi. Rồi đồ đánh thường cơ bản vậy thôi anh em. Có khi nào kỳ vọng quá thì lại thất vọng không ta. Em này thì nhìn chiêu về chắc thiên về đánh PvP rồi anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái chiêu đầu tiên luôn nha. Đấy, đồ đánh thường cơ bản là vậy thôi anh em. Rồi chúng ta sẽ tới chiêu đầu tiên.
Ui, nhìn y cái chiêu phụ của Luffy Gen 4 trước luôn em. Rồi, tiếp tục. Rồi, sẽ có chiêu 1 sẽ có 3 dạng nha anh em. Đây, lại nè. 1, đấy, cung trưởng hai tay phía trước. Rồi, tiếp tục dài. Và, đấy, thứ 3, dài. Rồi, chiêu bổ sung của chiêu 1 anh em sẽ bay tới như thế này thôi. Đấy, ok. Rồi, đơn giản quá ta. Đè gì có khác không? Đấy. Và anh em chú ý nè, một cái đặc biệt về Luffy Gen 4 Snatch Man là khi anh em sử dụng chiêu thức nha. À đây, khi anh em sử dụng chiêu thức, à, sử dụng xong anh em muốn lướt qua hướng nào á thì nó sẽ né qua hướng đó nha, rất là hay luôn. Đây, anh em né nè, anh di chuyển nha, anh di chuyển nè. Đấy, khi anh em sử dụng chiêu thông, anh em muốn né qua hướng nào anh em lướt qua, à, sẽ nó sẽ tự động chạy né qua hướng đó nha. À, khá là hay đó. À, em này đánh BBB khá là đỉnh rồi đây. Rồi né như thế thì ai mà có thể đánh được. Đây, đó, em sử dụng chiêu thông em lướt qua, nó sẽ tự động né qua hướng đó nha. Đây đấy, đó, lướt qua, đó thấy không? Nói chung cứ mỗi lần sử dụng chiêu xong em muốn né qua hướng nào thì em có thể di chuyển nha. Em này cũng dùng kỹ năng hơi nhiều đấy. Rồi, chúng ta sẽ qua chiêu 2 nha. Hãy chiêu 1 cơ bản vậy thôi anh em. Chiêu 2, 1 giọng đi trước, 2 giọng. Ui. Ai cũng lặp đi lặp lại vậy thôi anh em. Và chiêu bổ sung của chiêu 2. Đơn giản vậy sao? Đây, lại là 1. Đấy, chiêu 2 anh em có thể ấy được 2 lần nha. Rồi, ngôi sao, đấy, đánh thành hình ngôi sao vậy thôi. Đấy, rồi. Ui, chiêu 2 vậy thôi anh em. Ok, giờ chúng ta tới cái chiêu phụ đây. À, chiêu phụ. Rồi, một chiêu phụ trưởng liên tục phía trước. Ui, đơn giản vậy sao? Rồi, tới chiêu phụ thứ nhất. Chiêu phụ này chắc haki quá, đúng rồi. Y luôn em, haki. Chiêu này sẽ vào haki nha. Ồ, chiêu có vẻ đơn giản quá ta. Ôi, haki nha. Ôi trời, cũng phải đứng gần lắm mà anh em. Nhìn có vẻ xa nè, nhưng mà anh em phải đứng gần mới thể gây sát thương nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái chiêu 3 nha anh em. Rồi, nhảy lên, đánh đùa liên tục phía trước. À, chiêu 3 có 2 dạng luôn nè em. Một dạng nữa nè. Đùa, à, hay, 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 hay. Là, hay, hay, hay. Khi mà chiêu 3 anh em sử dụng xong thì nó sẽ chuyển qua một cái dạng nữa. Anh em đánh nè. Anh em đánh chọc luôn, ví dụ anh em nhìn vào hướng sau nè, nhưng mà đánh cái tay nó vẫn sẽ tìm tới đối thủ luôn nha. Hai hai, ví dụ anh em đứng ở đâu thì cái tay nó cũng sẽ hướng tới tìm đối thủ cho anh em. À, ok hay nha, cái chiêu ba được rồi đấy. À, đấy, dù đối thủ đang đâu thì cái tay nó cũng sẽ đuổi theo nha. Đấy, nói chung nó sẽ đuổi theo. À, dạng hai của chiêu ba đó. Rồi, ủa hết chiêu rồi ha, tới chiêu ba chiêu ulti luôn. Rồi đây là chiêu ulti cho anh em xem thử đẹp không. Rồi cũng được, hó rắn. Rắn. Rồi, bùm. Dở dở cũng được, bình thường, nói chung cũng được. Ôi vậy thôi hả ta. Ui, có thiếu cái gì không ta? Nói chung điểm đặc biệt của Luffy Gen 4 Snatch Man này á là khi anh em sử dụng chiêu và anh em muốn có thể di chuyển, nút di chuyển nha, là nó sẽ có thể né được. Nè, đó anh em thấy nè, né nè, đó. Mình cứ một lần dùng xong em lướt qua cái là né. Đấy. Đấy. Ok. Ui. Ai, ai, ai. Rồi, để bây giờ mình sử dụng nếu mà Luffy Gen 4 làm người hỗ trợ thì sẽ như thế nào nha. Rồi, cùng xem nếu mà Luffy Gen 4 làm người hỗ trợ sẽ như thế này đó anh em, nhảy ra và đánh hình ngôi sao nha. Đấy. Ok. Rồi, nói chung em này phù hợp để đi đánh hơn chứ không dùng hỗ trợ rồi anh em. Đấy, ok. Đấy, cơ bản vậy thôi nha anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào trải nghiệm đánh PvE trước nha. PvE thì mình sẽ trải nghiệm hai trường hợp, một trường hợp là không có huy hiệu và trường hợp có huy hiệu nha. Rồi anh em cùng xem PvE như thế nào đây. Và đây sẽ là trường hợp Luffy không có huy hiệu nha anh em chú ý. Còn đánh thường. Chọc 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 chói. Ủa, có tèo vậy. Có vẻ mình quá kỳ vọng anh em ơi. Đấy. Ok. Ui, né được, né được. Và thử coi chiêu nào gom lính hút lính nó không có luôn ạ. À, cái chiêu phụ đáng lẽ là sử dụng chiêu haki sẽ ngon hơn vậy. Vài bữa chiêu phụ vào cửa hàng mình sẽ mua thử chiêu haki, mình đổi qua khi đánh BB dùng chiêu haki sẽ như thế nào ha. À, trước mắt thì dùng chiêu này thì bình thường. Ôi, chiêu 3 không có chiêu nào gom lính hút lính luôn, quái gì thế. Rồi không biết lát lắp thì hiệu vào như thế nào, nhưng mà không có hiệu thì thấy hơi quá tèo nha. Đấy, mức trung bình thôi anh em à. BB đánh lính gồm lính là mức trung bình thôi anh em.
Còn về khả năng đánh boss thì chắc vài bữa mình sẽ làm một cái clip riêng, mình sẽ vô đánh boss xem thử bao nhiêu điểm sát thương nha, mình sẽ so sánh với các nhân vật cùng hệ vàng khác. Nói chung hệ vàng thì hiện tại còn khá là nhiều sự lựa chọn khác nha. Nếu anh em nào mà muốn đánh PvE thì em này thì chủ yếu đánh PvP thôi. Nói chung test tới đây là cũng hiểu rồi, em này đánh PvE không ngon nha. Nhưng mà từ từ còn lắp hiệu vào xem như thế nào nha anh em. Ok, trời ơi, trời buồn, trời ơi buồn. Rồi còn đây sẽ là trường hợp có huy hiệu vào nha anh em. Có huy hiệu vào thì chắc sẽ ngon hơn. Rồi đây, có huy hiệu vào thì cái chiêu bổ sung của cái chiêu 2 nè, cái chiêu ngôi sao nè, sẽ gom lính nha anh em. Với lại cái chiêu phụ, đây em thấy không, gom lính hút lính đó. Thì khi mà có huy hiệu vào thì hai chiêu đó sẽ bắt đầu gom lính hút lính nha anh em. Rồi còn lại chiêu thì sẽ hồi chiêu nhanh hơn. Anh em có thể spam liên tục. Với lại tăng sát thương các chiêu thấp. Cơ bản vậy thôi anh em. Ok, thì nói chung em này riêng mình đánh giá nha, thì PvE ở mức trung bình, còn khi mà lên hiệu vào thì ở lên trung bình khá thôi. Đấy, trung bình khá thôi nha anh em. Hệ vàng thì hiện tại nếu mà anh em nào mới chơi á, muốn dùng để đánh PvE á, thì có rất là nhiều sự lựa chọn khác nha, như xanh tóc đỏ hay là hổ tím hay là sabo. Cảm nhận của mình thì em này chuyên đánh PvP thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử spam liên tục chiêu ha. Nói chung có hiệu vào thì hồi chiêu cũng khá là nhanh, anh em có thể spam chiêu rồi né liên tục. Thơm, quái, gom, giúp. Rồi, cũng được. Chú ba, chú ba cũng gom thêm chút nè. Có hiệu vào thì cũng gom được tí. Ok, đấy. Anh em cứ đánh spam liên tục thì cũng được nha. Nhưng mà riêng mình đánh giá thì nó trung bình khá thôi. Em thấy vậy chứ đam nó cũng không có ngon lắm đâu, đam nó cũng hơi yếu á. Có thể vài bữa game cho sẽ boost thêm sức mạnh chứ nhân vật chính mà như thế này thì sao mà được. Ok nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào test đánh PvP. Em này chắc thiên đánh PvP rồi. Ok, PvP sẽ rất là ngon đấy. Ok anh em cùng xem nha. Vô chuẩn bị chiến nào anh em ơi. Cùng xem PvP Luffy gánh bóng Snapman như thế nào. Ây chiêu 2 nè. Ui chiêu 2 ngon anh em ơi. Mới vô dùng chiêu 2 liền cho mình. Ghê. Ui em này tốc độ dữ á. Em này cơ động khá là cơ động. Ui wow, cái chiêu bổ sung của chiêu 1 nè em, chiêu nước tới á, phá giáp luôn nè em. Quá đỉnh, quá đỉnh. Chiêu đó có coi chừng lại quạt. Cái chiêu mà bổ sung của chiêu 1 á, em quạt có thể xuyên được cái chiêu 1 của xanh tóc đỏ đây nè. Khá ngon ha. Trời, chung nhanh, mới vô là thấy nhanh rồi đó. Cái lại chiêu 2 khá là hấp dẫn, anh em mới vô dùng chiêu 2 mà trúng cái là lợi thế cho anh em liền. Chiêu cái dạng mà nắm đấm xuống á, có giáp đỏ nha anh em. Cả ngon ngon. Không sao anh em, lần đầu của mình anh em thông cảm nha. Nói chung PvP chủ yếu là kỹ năng thôi, nói chung anh em xem tham khảo nha. PvP thì kỹ năng của mình là bình thường thôi, nhưng mà em vậy là đánh vậy là được rồi, ổn rồi, ngon á. Trùng tướng mới đa số là mới ra lúc nào cũng hấp dẫn hết anh em ơi, sợ một thời gian nó sẽ bị giảm sức mạnh thôi. Thấy ông ổn mình mới vừa hơi gáy. Cái đây bình tĩnh. Đây là chiêu Haki. Haki em này có vẻ không được rộng lắm nha. Có cái chiêu 3 có Haki quan sát nữa mà hơi chậm đó. Để lát mình test thử. Dữ. Đó có giáp đỏ đó nè. Cho mình nhanh đây. Chiêu 3. Đây. Cái chiêu 3 mà dạng 2 có Haki nha, nhưng có thấy hơi chậm đó. Là đối thủ đang ở đâu thì anh em cũng có thể đấm được tới nha. Ôi. Ráng con 2 coi. Trận đầu tiên ráng con 2 coi. Đúng. Không con 3 thì cũng phải con 2 chứ. Đấy, đúng rồi. Hạ sư phụ luôn em. Ngon chứ ha. Anh em nào mà kỹ năng tốt thì chắc con 3 liên tục á. Ý dù đù hay chưa, đúng mới vô dùng chiêu 2 cho mình. Ấy chà. Phải liên tập thêm em ơi, liên tập thêm đây chiêu 2. Ý chà, trời ơi, chà. Ôi, chiêu 1 hay
anh em chú ý nha, anh em cái chiêu 1 không được xa nha, anh em phải đứng gần gần anh em mới dùng mới trúng được. Đấy, chiêu 1 á. Rồi ok, nói chung được rồi. Trận đầu tiên của mình anh em. Đấy, ổn ổn. Big Mom nè. Đấy. Làm trận Big Mom luôn. Big Mom hai tướng mới ra. Vào dịp năm mới 2024 này anh em. Trời trời trời. Bùm 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 bùm. Xanh ơi là hết thời rồi. Ê, hệ vàng á, nãy nói chung test BVE Luffy Snapman này cảm thấy không ngon nha. Nếu mà anh em nào mới chơi á, muốn mà có tướng chủ lực để đánh BVE á, thì anh em lấy xanh nha, xanh tóc đỏ, hoặc là Sabo, hoặc là hổ tím. Đấy. Còn em Luffy Snapman này nói thẳng luôn, nhưng cá nhân mình đánh giá em này chủ yếu đánh BVB thôi. Rồi, ok, win. Hè, tiếp tục nha anh em. À, anh em ơi, nãy giờ mình mới để ý, có biến hình nha. À, khi mà mới vào BVB thì Luffy gen 4 Snapman sẽ biến hình từ dạng 1 sang dạng 4 nha. Cũng được, nói chung đẹp mắt thôi. Đấy, lúc mà rò rỉ có nói có biến hình thì đúng, này có biến hình thiệt. Ok. Dùng mày cũng nói chung làm gì cho đẹp thì cũng được. Đây em thấy nè. Quá đã luôn. Chu 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 chu. Chạy 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 chạy. Bô hả, đây, ai, cái chiêu này, đó, cái chiêu mà Haki mà cái dạng 2 của chiêu 3 anh em, rất là chậm nha, nên anh em phải đứng xa, à, anh em canh nhắm mà nó đánh không được anh em á, thì anh em dùng nha, chiêu đó thì bắt phát bắt trúng luôn đó, nhưng mà nó hơi chậm, trời ơi, Haki mà chậm thế, rồi Luffy, đúng rồi, không tin Haki lại chậm, với lại cái chiêu phụ Haki cũng khá là không có rộng nha anh em. Ok, đây nha, vô nè, nó cho được. Đây, khá là lực. Trời ơi, phá giáp này kia cũng ngon lắm nè. Phá đó. Chiêu đồ đó là ngon nha anh em. Nói chung bộ chiêu thì không chê đầu đâu được hết á. Đấy, có một cái điểm trừ là Haki hơi chậm, bị hơi khẩn nha anh em. Đấy, lại cái chiêu phụ Haki cũng không được rộng nha. Đấy, cái giáp đỏ này kia ngon phết cái đùa. Đấy, ngon lành. Dù chà. Đấy, trời. Lại nào anh em. Đấy, rồi giờ đánh đi cho không gáy nữa anh em. Đấy. Kỹ năng không có mà dám gáy. À, chù chà. Đấy. Này vô đánh thì gặp Luffy Snapman không anh em ơi. Ui, đó, đúng rồi, giáp đỏ như anh em ha. Mặc dù đối thủ đánh nhưng mình có giáp đỏ nên không xì nhẹ. Đi nữa nè, đi nữa nè. Ê chá, quên, hoài luôn á. Cứ spam hoài, cái chiêu mà đánh hình ngôi sao á là anh em phải đứng gần nha. Đứng xa là không có trúng đâu. Rồi, toán, bù, ní, ní hả, ní, ê chá. Cây à, tên bạn cây à, mặt cười à. Ê, ui, trời. Em nhớ nha, khi mà em dùng chiêu á thì em lướt thêm cái là sẽ né nha. Đấy, hiện tại thì mình cũng chưa quen lắm, phải luyện tập nhiều à. Khi anh em dùng chiêu á, anh em cứ lướt một cái, anh em sẽ né đồ lên kia. Anh em mà kết hợp tốt thì anh em khá là khó chịu luôn á. Đối thủ sẽ không đánh được anh em đâu. Đấy, trời, ôi trời, ôi trời, ôi, né ra rồi mà vẫn dính kìa. Nghi nghi rồi. Dở quá. Đấy. Thích nhất cái chiêu ủi này với lại cái chiêu 2 nè. Đấy, bùm bùm bùm. Đấy, trời. Un đây ấy liều rồi chiêu phụ này nè, trưởng liên hoàn. Ok gì à, khe à, tên bạn khe tí số trận đánh à. Ây da, ghê đấy. Ôi trời, không tới à, không tới nè, ủi nè. Ok, quá tuyệt vời, tuyệt vời quá anh em ơi. Rồi ok, thì xong trận này thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Đấy, anh em cảm nhận như thế nào về Luffy Gen 4 Snapman thì để lại bình luận bên dưới nha. Về cá nhân của mình á, đánh giá tổng kết lại về BVE thì em này không ngon nha. Đấy, BVE em này không ngon đâu. Khả năng thì có thể vài bữa game nó sẽ boost thêm sức mạnh về BVE cho Luffy Gen 4 Snapman này. Đấy. Đó, nói chung BVE thì không ngon lắm nha, anh em nên cân nhắc nha. Nếu anh em đang thiếu hệ vàng. Còn về BVB thì khá là ngon rồi. Đấy, còn anh em nào mà chơi thiên về BVB không á thì nên lấy em này nha. Nói chung BVB em này đánh rất là ngon, cơ động. Chiêu này kia có một số chiêu phá giáp, phá
chiêu của đối thủ khá là hay. Đấy, khá là mạnh, cũng có giáp đỏ nữa. Điểm trừ là cái haki quan sát hơi chậm với hơi bị khựng thôi. Đấy, còn lại các bộ chiêu còn lại khá là ngon. Đấy, em thấy không? Quá đã luôn. Đấy. Ui, mới vô dùng cái chiêu 2 chúng là lợi thế cho anh em đi. Chung bộ chiêu khá là ngon nha anh em. Đấy. BBB thì chủ yếu kỹ năng thôi. Đấy, mình thì kỹ năng của mình dở nhưng mình đánh như vậy là anh biết tướng nó mạnh cỡ nào rồi. Trời ơi. Bây giờ. Giọng liên hồn xuống khá là đỉnh. Đấy. Mặc dù đối thủ đã biến hóa thành dung nham rồi á, đang khói dung nham rồi mà vẫn có thể đánh được là anh biết cỡ nào rồi. Chung chặt. Thôi gáy nữa. Ơi ráng. Trời ơi. Phải con 2, ít nhất con 2 chứ. Gì vậy? Cú lên. Không ăn. Mỗi lần gáy là vậy đó anh em. Đấy. Haki đó. Thấy không? Haki có thể phá luôn cái loàn dung nham của đối thủ luôn ha. Nói chung Haki cũng được, chỉ có hơi gì chậm thôi. Đấy, có cái Haki mà của cái chiêu 3 nè, chiêu 3 mà Haki quan sát á, hơi chậm thôi. Còn Haki báo vương thì được, cũng được, đỉnh. Chỉ có điều là cái phạm vi nó hơi hẹp thôi. Rồi, ok, thì đó là cái nhận xét của mình nha. Còn lại thì anh em cứ để lại bình luận bên dưới nhận xét của anh em. Ok, ui, không con 3 được rồi. Kỹ năng quá dở, phải luyện tập thêm thôi anh em. Nói chung vậy là quá ổn áp rồi. Với một người không đánh PvP nhiều như mình mà vậy là quá mạnh rồi anh em. Ây da, trời. Big mom này. Rồi. Chơi cha. Xanh ghê quá. Không, giờ bạn này đánh xanh hay chứ phải. Giờ mình đánh dở đâu phải không. Trời ơi. Ui, anh. Bồi, tụi. Ok, mình cảm ơn em đã xem video nha. Bye bye.